Uh, Hùng Lê xin được uh, kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Uh, trong buổi tối ngày hôm nay thì Hùng sẽ <laughs> làm một cái clip ngắn để hướng dẫn một uh, số uh, các cái tính năng sử dụng ở trên app Smart One của Công ty Cổ phần chứng khoán VPS. Thì uh, như các anh chị em cũng chúng ta cũng đã biết rằng là uh, do cái công việc uh, thường ngày của anh chị, thông thường thì uh, các cái nhà đầu tư chứng khoán thì uh, sẽ có một cái công việc uh, riêng này. Tức là ví dụ như là có thể là cô giáo, có thể là kỹ sư, có thể công nhân, có thể là nhân viên văn phòng. À, chính vậy nên là à, các anh chị em của chúng ta không thể sử dụng máy tính cá nhân hoặc là máy tính ở trên công ty để có thể xem bảng điện được đúng không? Hoặc là quản lý tài khoản. Chính vậy nên là app tích hợp ở trên điện thoại sẽ là một cái công cụ rất là hữu ích à, cho tất cả các anh chị em có thể thao tác ở trong cái quá trình chúng ta đầu tư. À, thì trong cái video ngắn này thì cũng sẽ hướng dẫn à, các anh chị một số các cái tính năng chính của app Smart One Uh, thứ nhất, tính năng thứ nhất đó là tính năng về cách cài đặt Thì các anh chị uh, nếu như chúng ta dùng uh, điện thoại của hệ điều hành Android Thì chúng ta sẽ vào cái mục cửa hàng CH Play Và chúng ta sẽ gõ uh, cái chữ từ khóa là Smart Đó, Smart One Đó, thì các anh chị sẽ nhìn thấy một cái ứng dụng đó là VPS Smart One uh, Có chữ SC này Đó, và chúng ta có thể, cái này thì hình như là chúng chưa có cập nhật Thì chúng ta có thể bấm cập nhật Tại vì chúng đã cài đặt rồi thì chúng ta có thể cập nhật thêm đó thì sau khi mà chúng ta tải ứng dụng về rồi thì uh, cái ứng dụng chính của chúng ta sẽ là như thế này có chữ smart one uh, thì chúng ta có khuôn thứ nhất đấy là chúng ta có thể nhập số tài khoản của chúng ta vào và khuôn thứ hai là mật khẩu thì đây là một cái tài khoản demo uh, thì trên cái giao diện đầu tiên khi mà chúng ta chưa vào cái smart one thì chú, các anh chị để ý ở trên cùng bên phải đó chúng ta có chữ vi thì ở đây có nghĩa là tất cả khi mà chúng ta để chữ vi thì cả cái cấu trúc ở đằng trong mà smart one của chúng ta sẽ là tiếng việt uh, còn nếu mà chúng ta đi này thành cái chữ n tức là english ấy, đó là tiếng anh thì tất cả các cái cấu trúc đấy các anh chị thấy logging rồi đấy tất cả những cái forward password đấy, search ở cao đấy là nó sẽ chuyển hết sang thì chúng ta sẽ để chữ vi bởi vì là tiếng anh của mình nó hơi kém thì uh, tất cả mọi cái cấu trúc ở dưới này nó sẽ là có chữ đăng nhập này tất cả mọi thứ thì ở ngay cái chữ đầu tiên này thì nó có một cái ứng dụng khá là cơ bản đó là ứng dụng mở tài khoản ở ngay đầu tiên ở góc uh, dưới bên cùng thì các anh chị À, chúng ta chưa có tài khoản thì chúng ta có thể mở tài khoản ở đây. Và đầu tiên thì chúng ta có thể nhập họ tên đầy đủ này. Sau đó chúng ta nhập số điện thoại, chúng ta nhập tiếp email. Và cái mã giới thiệu thì các anh chị ủng hộ ủng lên thì các anh chị nhập uh, 6391 đó. Uh, thì ngay lập tức là nó sẽ có lên Mạnh hùng và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục các cái thao tác và uh, tất cả các cái thông tin về mở tài khoản ở trên app Smart One thì hiện tại là chúng ta đều thao tác online. Và nó có cái mục xác uh, thực tài khoản đó Thì sau khi mà chúng ta có tài khoản thì chúng ta sẽ bấm đăng nhập gồm có account là chúng ta nhập 6 số tài khoản của chúng ta và mật khẩu thì chúng ta sẽ bấm vào đăng nhập à, Sau khi mà chúng ta đồng, bấm vào đăng nhập thì đối với những cái tài khoản mở mới thì các anh chị sẽ nhìn thấy ở trong cái phần đăng ký gói dịch vụ ở ngay ở phần dưới của app ở đó Thì chúng ta sẽ có hình chữ V và có cái hình như kiểu cái khiên đánh đó thì có mục là xác thực tài khoản đó thì khi mà chúng ta bấm vào uh, uh, xác thực tài khoản đây thì với cái tài khoản mới thì chúng ta sẽ xác thực tài khoản EKC thì cái phần này thì khi chúng ta mở tài khoản thì cũng sẽ có những cái hướng dẫn chi tiết cho các anh chị uh, rồi và đầu tiên thì uh, sau khi mà chúng ta vào cái giao diện chính thì chúng ta sẽ uh, hướng dẫn ở cái cái gọi là cái đầu tiên đó là cái hướng dẫn để chúng ta có thể uh, tiện ích đó là giao dịch chứng khoán trong đó thì chúng ta sẽ hướng dẫn ở uh, các cái lệnh mua hoặc là lệnh bán thì các anh chị có thể nhìn thấy ở trên màn hình đây thì nó cũng đã hiển thị khá là các cái uh, chi tiết về uh, ví dụ như là tiền mặt có thể có ở trong tài khoản này tiền có thể mua đó thì uh, chúng ta sẽ uh, bấm ở ở dưới cái bên góc phải màn hình thì chúng ta sẽ có ví dụ chúng ta cần mua cổ phiếu thì chúng ta sẽ bấm vào mua đó thì uh, Tại cái phần mua này thì các anh chị lưu ý là trong trong cái ứng dụng của VPS thì chúng ta có ba cái đuôi, đó là đuôi 1, đuôi 3 và đuôi 6. À, nó thể hiện cho đuôi 1 là tài khoản thường, các anh chị có thể nhìn thấy đây, đuôi 3 là tài khoản chuyên biệt và đuôi 6 là tài khoản margin. À, thì hiện tại là cũng đang demo ở trên tài khoản đuôi 1 các anh chị nhá. Thì tiền của các anh chị ở đuôi nào thì các anh chị vui lòng là phải chọn cái tài khoản ở đuôi đó. Một số các anh chị bảo là à, em ơi không mua được cổ phiếu bởi vì tài khoản đang để là tài khoản 1 mà các anh chị lại đặt ở trên lệnh 6 thì nó sẽ không có. Và tại cái mục chọn mã chứng khoán thì các anh chị có thể gõ một cái mã chứng khoán mà chúng ta quan tâm. Ví dụ như hiện tại là chúng ta đang quan tâm đến mã cổ phiếu PVI chẳng hạn, ví dụ như thế. Đó thì ngay lập tức là nó sẽ hiển thị cho các anh chị công ty cổ phần chứng khoán mã cổ phiếu PV Thì ở đây, ở đây thì chúng ta sau khi mà chúng ta chọn xong thì chúng ta sẽ chọn lệnh thường hoặc là lệnh điều kiện. Thì các anh chị lưu ý là hiện tại thì VPS đã triển khai cái lệnh điều kiện ở trên cả app Smart One và trên uh, trên web thì đối với lệnh thường thì các anh chị lưu ý là các anh chị có thể đặt lệnh LO. Thì khi mà chúng ta để cái cái con chuột uh, chúng ta để chạm vào cái khuôn mà để chúng ta nhập giá thì một là chúng ta sẽ nhập giá cố định vào đây, hai là các anh chị ngay lập tức các anh chị sẽ thấy các cái lệnh ở bên dưới. Ví dụ uh, các anh chị có thể đặt lệnh PLO, đó, các anh chị có thể đặt lệnh ATO, ATC đó và lệnh mtl và các cái lệnh và để mà hiểu các cái lệnh ví dụ như lệnh ato chẳng hạn thì chúng ta đều biết là ví dụ như vậy thì ví dụ chúng ta đánh vào đây là và chúng ta chọn lệnh ato thì như vậy là cái khi mà chọn lệnh ato rồi á, thì cái khối lượng mà chúng ta sẽ khớp đó là khớp ở trong phiên định kỳ ở 15 phút đầu tiên hoặc ở chỗ này chúng ta chọn lệnh atc chẳng hạn thì nó sẽ là cái gì ạ các anh chị đó thì chúng ta chỉ cần bấm Ờ, chạm cái khuôn chạm vào trong cái khuôn 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 ấy và ngay lập tức thì nó sẽ có hiển thị các cái dòng lệnh ở bên dưới này cho chúng ta hoặc là chúng ta đặt lệnh cố định rồi chúng ta mua ở uh, lệnh bao nhiêu thì các anh chị uh, ngược lại về trên này đó thì chúng ta sẽ thấy được là ví dụ như uh, giá tham chiếu rồi là giá Uh, sàn và giá trần. Thì ví dụ như chúng ta có thể đặt ở giá ví dụ 49 chẳng hạn, ví dụ như thế thì, chúng ta cũng đã đặt giá 49 ở đây, ví dụ như thế. Khối lượng thì các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ đặt bội chẵn 100, ví dụ như vậy chúng ta đặt 100 ở đây. Đó 100 cổ phiếu và sau khi mà chúng ta đặt uh, xong khối lượng này thì chúng ta sẽ bấm ở bên dưới này thì nó sẽ có mục đặt lệnh cái mặt xanh ở đây. Thì chúng ta sẽ bấm đặt lệnh. Thì như vậy là uh, uh, sau khi bấm đặt lệnh thì nó sẽ có một cái uh, một cái cái bảng để chúng ta hiện ra đó, ví dụ chúng ta mua 100 cổ phiếu giá 49 thì tổng cái giá trị khớp lệnh của chúng ta là 4.9 và sau đó thì chúng ta bấm xác nhận. Thì sau khi chúng ta bấm xác nhận xong thì lệnh nó sẽ được chuyển lên. Còn nếu như ngược lại chúng ta uh, sử dụng lệnh điều kiện thì các anh chị là hiện tại chúng ta đã có hai cái lệnh điều kiện rất là hay và hiện tại thì hùng uh, thường xuyên sử dụng cái lệnh TCO. Đó và các anh chị có thể sử dụng lệnh stop order thì đối với uh, các cái lệnh này thì các anh chị ở bên cạnh cái TCO này nó có hình chữ Y ở đằng trên đó thì các anh chị bấm vào hình chữ Y đó thì uh, nó sẽ uh, cho các anh chị uh, các cái hướng dẫn để mà chúng ta uh, xem cái ý nghĩa của lệnh TCI này nó là như thế nào đó các anh chị thì nó có luôn uh, tất cả các cái uh, hướng dẫn khá là chi tiết ở đây thì các anh chị bấm vào cái chữ Y đấy thì uh, chữ Y ở trên cái lệnh TCO này đó thì các anh chị sẽ thấy được là cái cách sử dụng hoặc là chúng ta có thể sử dụng lệnh Stop Order thì nó cũng có cái chữ Y ở đó thì chúng ta có thể xem để sử dụng thì cái phần mà lệnh điều kiện này thì Hùng sẽ không hướng dẫn sâu bởi vì là nó đã có những cái tài liệu chuyên sâu để có hướng dẫn rồi. Các anh chị có thể uh, chủ động uh, chúng ta xem. Uh, còn nếu mà chúng ta xem chưa hiểu đâu thì như vậy là chúng ta có thể uh, chúng ta sẽ uh, inbox lại cho Hùng lên. Đó, thì cái cấu trúc của đặt lệnh mua thì nó hoàn toàn uh, là như vậy và lệnh bán thì hoàn toàn cũng tương tự, tức là ở chúng ta sẽ bấm vào ở bên dưới uh, góc phải của màn hình thì nó có chữ bán và tại cái lệnh bán này thì các anh chị uh, của chúng ta cũng chọn một cái mã cổ phiếu thì hiện tại là cái tài khoản này đang là tài khoản trắng, tài khoản không có mã cổ phiếu đó thì chúng ta cũng gõ vào đây ví dụ chúng ta cần bán mã cổ phiếu ví dụ FLC chẳng hạn đó công ty cổ tập cổ phần tập đoàn FLC đó thì chúng ta cũng sẽ có luôn là cái giá mà chúng ta cần bán thì nó có uh, có khi mà chúng ta uh, đặt chuột vào đây thì ngay lập tức là nó có thể các anh chị có thể bán lệnh uh, một cái giá ở một cái khối lượng nhất định Ví dụ các anh chị có thể bán ở giá 8.22 Ví dụ như vậy thì chúng ta nhập 8.2 vào đây Hoặc không thì chúng ta ngay lập tức là nó có thể có lệnh ATO, ATC và lệnh MP Đó thì ý nghĩa của các cái lệnh này thì cũng không có nói sâu Và các anh chị đều đã biết rồi Ví dụ như là chúng ta cần bán ở trong khiên phước lệnh định kỳ Và khối lượng chúng ta bán thì ví dụ khối lượng chúng ta cần bán là 100 cổ phiếu chẳng hạn Ví dụ như vậy Và sau đó thì chúng ta sẽ bấm đặt lệnh Nhưng mà tất nhiên là khối lượng ở đây nó nó không thể đạt được bởi vì là nó không có khối lượng để bán đó thì cái lệnh mua bán ở trên cái app Smart thì nó cũng đơn giản như vậy thôi đó à, cái phần thứ hai mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị đó là cái phần tiện ích giao dịch tiền thì như các anh chị em cũng chúng ta cũng đã biết là bây giờ thì hiện tại là tất cả các cái câu chuyện về giao dịch là chúng ta đều làm online hết các anh chị và chỉ có một cái click chuột thôi thì ngay lập tức là chúng ta đã có thể thao tác để chúng ta chuyển tiền ra ở bên ngoài ngân hàng đúng không anh chị. Vậy thì chúng ta sẽ quay về mục home, tức là chúng ta bấm về trang chủ. Thì ở trang chủ chúng ta vào cái mục có chữ SC này này và có mục giao dịch tiền. Thì ở trong mục giao dịch tiền uh, rồi uh, chưa có đăng ký chúng ta đóng đi. Thì ở đây chúng ta sẽ có mục thứ nhất là chuyển tiền, thứ hai là ứng tiền và lịch sử giao dịch tiền. Thì uh, nạp tiền, nộp rút ký quỹ phái sinh và uh, uh, cài đặt giao dịch tiền. Thì các anh chị lưu ý là hiện tại thì uh, VPS thì như đã có trong cái ứng dụng là chuyển tiền khách chủ tài khoản đó, thì chúng ta có thể uh, thay đổi cái hạn mức mà chúng ta chuyển uh, Việt Nam đồng trên một ngày và sau đó chúng ta xác định thì cái phần này các anh chị có thể cài đặt thêm còn nộp và rút ký quỹ phái sinh thì cái này nó liên quan đến uh, các cái hoạt động mà các anh chị đánh tiền phái sinh uh, đánh đánh trên tài khoản phái sinh OK uh, còn ứng tiền thì các anh chị cũng đều hiểu là khi chúng ta bán chứng khoán thì phải 3 ngày mới về đúng không ạ Ngày T3 thì tiền mới về. Vậy thì cần tiền để mua luôn ở trên tài khoản 1 thì chúng ta phải thực hiện thao tác ứng tiền ở trong cái mục ứng tiền này. À, và cái mục chuyển tiền là cái mục mà nó rất là quan trọng để chúng ta có thể chuyển tiền từ uh, tài khoản chứng khoán ra tài khoản ngân hàng ở uh, các tài khoản ngân hàng các anh chị. Uh, thì đối với hiện tại hiện tại đối với um, đối với với các cái ngân hàng liên kết đó, thì chúng ta có thể nộp uh, cái cái hướng dẫn nộp tiền thì hùng đã có hướng dẫn cho các anh chị rồi. Thì bây giờ chúng ta có các cái mã số định danh, ví dụ ngân hàng BIDV ở mã số định danh 9611 cộng với số tài khoản chứng khoán của chúng ta. Hoặc là ngân hàng VPBank thì chúng ta uh, có mã số định danh là 0026 cộng với số tài khoản của chúng ta và chúng ta chỉ nộp tiền chỉ mất 1 đến 2 phút thôi. Nói chung là ông thấy là chúng ta enter uh, nộp tiền ở bên tài khoản ngân hàng thì ngay lập tức là chúng ta ở trên tài khoản chứng khoán của chúng ta nổi tiền luôn thì đấy là hai cái phương pháp hùng hay hướng dẫn các anh chị em của chúng ta có thể uh, sử dụng để chúng ta nộp tiền và hiện tại thì VBET cũng đã miễn phí nạp tiền từ các cái ngân hàng liên kết đó là ngân hàng VBank, Techcombank, BIDV, Vietcombank, uh, VIBV, uh, VIB và uh, ngân hàng Sacombank và ngân hàng Việt Tinbank. Uh, các cái tính năng thì nó không có giới hạn số lần nạp tiền anh chị nhé, chúng ta có thể uh, nạp uh, rất nhiều lần đó và nạp tiền rất là nhanh chóng với dịch vụ 24 trên 7 tức là uh, chúng ta có thể chuyển tiền rất là nhanh gọn từ các cái ngân hàng về với các cái tài khoản liên kết ngân hàng của bên VBank À, bên VPS đó ở à, cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta chuyển uh, tiền ra khỏi tài khoản thì uh, VPS cũng đã miễn phí uh, miễn phí đến các cái ngân hàng liên kết uh, mồng lê vừa kể ở trên. thì uh, để chuyển tiền ra ngân hàng thì chúng ta sẽ uh, ở đây nó sẽ có bốn cái mục bốn uh, cái mục thứ nhất là chuyển tiền đến ngân hàng, chuyển tiền cùng chủ tài khoản chứng khoán và chuyển tiền khác chủ tài khoản chứng khoán VPS và uh, danh sách đã lưu. Thì chúng ta vào mục thứ nhất đó là chuyển tiền đến ngân hàng thì các anh chị ở đây chúng ta có thể lựa chọn các cái ngân hàng họ tích sẵn ở đây. Đó ví dụ như vậy thì ví dụ như là chúng ta có thể chuyển tiền đến VBank đi, ví dụ như vậy. Và sau đó thì chúng ta sẽ nhập số tài khoản của các anh chị ở ở số tài khoản ở VBank Đó, sau đó thì chúng ta bấm tiếp tục và chúng ta sẽ nếu mà chúng ta nhập đúng số tài khoản rồi và nó sẽ hiện đúng họ tên và chúng ta sẽ bấm số tiền để chúng ta chuyển, tức là rất là đơn giản thôi. Ở cái mục thứ hai trong cái mục chuyển tiền đó thì các anh chị nó có một cái mục đây tức là chuyển tiền cùng chủ tài khoản chứng khoán ở VPS thì được hiểu như thế nào? Đó chính là chúng ta chuyển tiền giữa các cái tiểu khoản. Đó, các cái tiểu khoản với nhau. Thì ở trên uh, trên trên tài khoản gốc của chúng ta là chúng ta có tiểu khoản 1, tiểu khoản 3, tiểu khoản 6 và tiểu khoản 8 thì trên các tiểu khoản này chúng ta đều có thể chuyển chuyển lại cho nhau ví dụ như là bây giờ hiện tại là tiền đang ở trên tiểu khoản 1 đó các anh chị thì ở ví dụ muốn chuyển khoảng tầm 10 triệu sang tiểu khoản 6 tức là tài khoản mặc zin thì chúng ta sẽ bấm chọn ở cái mục số tài khoản này chúng ta bấm vào đây đó thì nó sẽ hiển thị cho các anh chị là các anh chị có thể chuyển về đuôi 3, đuôi 6, đuôi 8 thì ví dụ cũng chọn về đuôi 8 đi đó vòng sẽ nhập số tiền ví dụ như là chúng ta cần chuyển một triệu về bên bên tài khoản 6 chẳng hạn đó ví dụ như vậy ở nội dung thì chúng ta không cần ví dụ hoặc là chúng ta có thể ghi là chuyển khoản sang 6 đó sang sang 6 rồi Ok sau đó thì chúng ta bấm tiếp tục và chúng ta xác nhận tức là chúng ta có thể chuyển tiền lưu động giữa các cái đuôi với nhau đó là cái dòng thứ hai trong cái ứng mục chuyển tiền à, cái thứ ba nữa là chuyển tiền khác chủ tài khoản à, chuyển tiền khác chủ tài khoản thì cái này thì uh, bây giờ VBS đã cho phép chúng ta có thể uh, chuyển tiền ra các cái tài khoản ngân hàng đó hoặc là khác chủ tài khoản ở tại VPS thì cái ứng dụng này thì hùng cũng, cũng có ít dùng tại vì chủ đạo thì chỉ để dùng uh, uh, chuyển tiền cùng chủ thôi uh, và cái mục thứ tư đó là danh sách lưu thì khi mà chúng ta chuyển khoản tiền ra ngân hàng á thì bao giờ nó cũng sẽ uh, hỏi là chúng ta có lưu không thì chúng ta sẽ lưu lại những cái danh sách chuyển tiền để cái lúc mà chúng ta chuyển tiền thì chúng ta chỉ cần bấm vào danh sách lưu thôi đó và chúng ta uh, đó ví dụ như vậy và chúng ta chỉ cần bấm danh sách lưu như này thì ngay lập tức là nó đã uh, automatic hết tất cả các cái thông tin ở đây rồi, đó. Rồi, uh, bây giờ thì uh, ở trong cái mục uh, chuyển tiền như vậy ứng tiền thì hùng đã có nói rồi và um, nạp tiền thì các anh chị lưu ý là trên các cái app của các cái ngân hàng liên kết ví dụ VBank, Tech, BIDV, Vietcombank, uh, VIB sắc và Việt banh thì nó hình như là mỗi một cái ngân hàng thì nó sẽ có một cái app khác nhau để một cái tính năng khác nhau. Nhưng mà thường thường là sẽ nó sẽ nằm ở trong mục nộp tiền vào tài khoản chứng khoán và sau đó thì chúng ta chọn tài khoản của chúng ta để chúng ta liên kết. Và Hùng chỉ có dùng tài khoản Vpbank thôi. Chứ còn một số các ngân hàng khác thì Hùng cũng không rõ về cái, um, cái 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 tính năng đó thì các anh chị có thể uh, tìm hiểu thêm. Rồi. Uh, ok uh, cái mục uh, nộp rút tiền thì các anh chị rất là yên tâm rồi và uh, tiếp theo ở trong cái phần uh, tiện ích giao dịch tiền thì các anh chị có thể sử dụng uh, app của vps để có thể thanh toán một số các cái dịch vụ tài chính uh, một số các dịch vụ tài chính thì các anh chị có thể bấm vào mục thanh toán hình như nó nằm ở đây xem, xem thêm đúng không à không phải Uh, rồi tại mục thanh toán uh, thì chúng ta sẽ bấm vào đây và chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể thanh toán một số các cái uh, uh, ứng dụng cơ bản ví dụ tiền điện chẳng hạn đó, đó thì chúng ta có thể chọn uh, hùng hay chọn nhà cung cấp này uh, sau đó thì chúng ta gõ cái mã hóa đơn của chúng ta và như vậy thì chúng ta có thể thao tác cái app này cái cái, cái, cái tiện ích này thì nó cũng khá giống với lại trên các cái app của ngân hàng đó thì các anh chị có thể uh, trong cái mục giao dịch tiền thì chúng ta có thể sử dụng để chúng ta thanh toán một số các cái tiện ích về tài chính và trong cái mục giao dịch trong cái ứng dụng của Smart One thì chúng ta lưu ý rằng là chúng ta có một cái sản phẩm đầu tư tài chính MM nó rất là linh hoạt thì cái sản phẩm này được kích hoạt và được tích hợp ở trong cái phần Money money Market à, chúng ta có thể bấm vào đây thì cái tiện ích này nó sẽ giúp cho nhà đầu tư của chúng ta uh, sẽ khá là thuận tiện. Ví dụ khi thị trường của chúng ta gặp uh, những cái rủi ro ngắn hạn uh, thì thông thường thì chúng ta phải rút tiền uh, ra khỏi tài khoản ngân hàng và chúng ta làm một việc gì đó. Uh, thay vì việc đó thì chúng ta có thể sử dụng cái uh, sản phẩm đầu tư tài chính MM. Và uh, đối với cái sản phẩm này thì các anh chị lưu ý là số tiền tham gia tối thiểu là 100.000 đồng. Uh, thì uh, ví dụ như là chúng ta có thể uh, chọn, Uh, chọn cái số uh, chúng ta có thể nhập nhập cái số tiền đầu tư của chúng ta ở đây. Thì cái tiền nhàn rỗi ở trên uh, trên tài khoản nếu trong cái trường hợp của chúng ta chưa, chưa mua thì ví dụ như ở đây là chúng ta có thể chọn uh, 40 triệu đi, giả sử như vậy. Uh, thời hạn đầu tư, ví dụ như là chúng ta sẽ căn là thị trường trong tuần tới uh, nó sẽ xấu khoảng một tháng hoặc là 20 ngày hoặc là 30 ngày ví dụ vậy thì ví dụ như là chúng ta nhập thời hạn ra 30 ngày. Uh, thời hạn đầu tư, như vậy thì nó sẽ automatic nó sẽ tính ở à đây hình như nó sẽ tính à, nó sẽ tính nó sẽ tính cho các anh chị đó vậy như vậy thì là với uh, với 40 triệu sau 30 ngày thì chúng ta sẽ có một cái tỷ suất lợi tức lợi tức dự kiến khoảng uh, đâu, đây. à, đâu đấy à đâu 30 ngày sao lại như thế vậy 30 ngày nó phải hơn chứ nó đang tính mạng nó hơi chậm một tí vâng 164 ngàn đồng à, ví dụ như vậy thì đây là một cái sản phẩm đầu tư tài chính nó rất là linh hoạt và uh, chúng ta khi mà chúng ta dự kiến một cái thời gian nào đó mà chúng ta chưa cần sử dụng đến tiền đúng không tiền mặt của chúng ta thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này nó rất là hay và khi mà thị trường bắt đầu guồng vào guồng vào sóng thì chúng ta ngay lập tức chúng ta có sẵn tiền ở trong tài khoản rồi chúng ta có tất toán những cái um, một cái uh, tất toán cái sản phẩm đầu tư tài chính này và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển uh, tiền nó sẽ automatic nó chuyển về tài khoản một để chúng ta Uh, tiếp tục đầu tư thì đấy là một cái sản phẩm về đầu tư tài chính rất là hay được tích hợp ở trên app. Uh, ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng uh, thêm các cái tính năng về tiết kiệm, uh, hình như đây cũng có tiết kiệm này, thêm thêm. Uh, thì có một số uh, cái mục tiết kiệm ở đây uh, tiền gửi tại ngân hàng thì ở đây một số các cái đối tác đó sản phẩm này đang ở ngoài giờ giao dịch hiện tại là chưa chưa ấy được. Uh, thì chúng ta có thể tìm hiểu một số các cái đối tác ở đây để chúng ta có thể uh, tham gia đó. À rồi hoặc là chúng ta có thể tham gia các cái sản phẩm về bảo hiểm. Đó, chúng ta cũng có ở đây. Đó thì như đây là bảo hiểm về sức khỏe này, bảo hiểm nhân thọ này, bảo hiểm xe cơ giới này, du lịch này và các cái sản phẩm bảo hiểm khác. Đó thì là một số cái sản phẩm bảo hiểm và VBS cũng đã được tích hợp lên trên app ở đây. Đó, thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn. Hoặc là chúng ta sử dụng các cái sản phẩm về đầu tư về trái phiếu thì nó cũng nằm hết ở tích hợp ở trên cái app này. À, rồi à, một cái phần à, cuối nữa thì à, chúng ta à, có thể à, nói thêm một cái tiện ích cũng khá là hay cái tiện ích này thì mới được phát triển và được à, à, cũng nhìn cũng khá là tin đó là cái gì nhỉ à, tiếng Anh thì hơi hơi g -I -F -I à? cái này đọc cái gì ta nhưng nôm na là gọi là quà tặng à, quà tặng thì ở đây nó cũng có một số cái này ví dụ như nó tích hợp là mừng cưới sinh nhật mừng em bé mừng thọ học hành tâm gia à, thế ta thử sinh nhật nào ví dụ như vậy à, sinh nhật à, rồi như vậy ở đây thì các anh chị tên người nhận thì các anh chị có thể đánh cái số tài khoản à, đây thử xem nào Đánh một cái số tài khoản như nào, nó ra, đó ví dụ như vậy, hoặc là chúng ta có thể đánh một cái số tài khoản vào đây. À, chọn lời thiệp chúc, rồi nhận lời chúc là chúc mừng, à, chúng ta có thể chọn ở đây là gì nhỉ, chúc mừng sinh nhật hả, đó ví dụ như vậy. Chúc mừng sinh nhật, vui vẻ, ha? mọi người hay chúc như vậy đúng không? À, rồi, à, thì ở quà tặng ở đây thì có hai cái mục có thể là tiền mừng hoặc là stock card thì uh, chúng ta chọn tiền mừng đi. Đó, ví dụ như là tặng một uh, triệu ví dụ như vậy, đánh vào đây một triệu, đó. Rồi. Đó và sau đó thì chúng ta bấm vào tặng quà ngay, như vậy là ngay lập tức thì cái phần quà này sẽ được uh, tặng đến cái số tài khoản mà chúng ta uh, nhận đó, hoặc là ở đây chúng ta có thể chọn stock card tức là hình như chỗ này là mã cổ phiếu này đó thì uh, ví dụ như là chúng ta có thể chọn một mã cổ phiếu nào đấy ví dụ uh, uh, FLC đi đó, ví dụ thế đó rồi uh, chỗ này thì chúng ta cũng nhập uh, quy ra tiền ví dụ như vậy uh, một triệu nữa ví dụ thế rồi ok đó uh, rồi như vậy là tự dưng là giá trị cái quà tặng này nó sẽ lên khoảng 11 triệu và chúng ta bấm tặng quà ngay thì đây là một cái ứng dụng khá là hay đó, hoặc là chúng ta có thể mừng em bé, Đó, ai mà mới sinh như này, Đó, rồi là happy to baby cái gì gì đây, nó thì các cái ứng dụng này thì uh, nó cũng khá là hay, nói chung là các anh chị có thể quan tâm thêm. Rồi uh, trên cái này thì cơ bản là như vậy thôi. Uh, một là chúng ta đặt lệnh mua bán, hai là chúng ta thực hiện các cái giao dịch tiền, rồi ba là chúng ta <laughs> thực hiện một số các cái tiện ích về uh, thanh toán uh, các cái sản phẩm uh, uh, các cái hóa đơn uh, hóa đơn các cái dịch vụ tài chính và có thể cuối cùng nó là um, uh, sản phẩm đầu tư tài chính mm rất là hay tiết kiệm và bảo hiểm uh, ngoài ra thì trên app uh, phần này là phần gì nhỉ phần này à sẽ nói thêm ngay anh chị thêm một tí nữa trong cái phần mà uh, chứng khoán này thì uh, nó có phần dịch vụ tài chính là cái này là các anh chị rất hay rất hay quên thì cái phần dịch vụ tài chính này uh, nó sẽ và chúng ta tài khoản là sẽ nào báo các anh chị uh, lưu ý là tài khoản của chúng ta ở trên uh, tham gia uh, hướng dẫn để chúng ta có thể uh, thao tác một số các ứng dụng trên app smart one Ờ, còn cái chỗ nào mà các anh chị không hiểu các anh chị có thể comment ở bên dưới bản tin thì uh, bên dưới video thì cũng sẽ có thể giải thích thêm cho các anh chị tân ái và chào hẹn gặp lại tất cả các anh chị em trong các cái video hướng dẫn tiếp theo